Đây là tiến độ của dự án Avenue Garden. Thì dự án nằm trên cái khu đất TT601 và TT603 trên mặt đường Tây Thăng Long thuộc phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện tại dự án đang triển khai rất là nhanh. Ở phía Tây Nam thì có công viên cây xanh và hồ điều hòa rộng 8 ha. Ở phía Đông Nam thì giáp cái tuyến đường quy hoạch rộng 46 m. Avenue được xây dựng trên tổng diện tích là 2,6 ha, được chia làm hai phân khu là phân khu Đông Dương và phân khu Thời Đại. Các sản phẩm của dự án thì bao gồm có 101 căn với 36 căn biệt thự và 65 căn shop house. Thì các căn biệt thự có diện tích từ 261 đến 324 m2, thì có tổng diện tích sàn thì trên 500 m2. Các căn biệt thự thì thiết kế 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum, và mật độ sử dụng là 45%. Các căn shop house thì có diện tích từ 153 m2 trở lên, diện tích sàn sử dụng là hơn 600 m2. Mỗi căn shop house thì được thiết kế gồm có 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Mật độ xây dựng là 75% với mặt tiền kinh doanh là từ 7 m. Dự án thì nằm trong khu đô thị mới Tây Tựu, cho nên được thừa hưởng rất là nhiều các tiện ích ở ngoại khu, gồm có hệ thống trường học các cấp như từ mầm non đến trung học phổ thông, rồi thì các trung tâm thương mại, hồ điều hòa rộng 8 ha và bãi đỗ xe công cộng. Dự án là do công ty cổ phần quản lý tài sản sông Nhuệ làm chủ đầu tư. Thì công ty sông Nhuệ thì thành lập từ năm 2019. Thì các tiến độ thanh toán thì chia làm 5 đợt. Đợt 1 là 30%, đợt 2 là 20%, đợt 3 là 20%, đợt 4 là 25%, và đợt 5 là 5%. Và ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% trị căn hộ.